18 tháng tù dành cho nhân viên lễ tân khách sạn kiêm sản xuất pháo. Ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng cấm, là pháo. Đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2000, quê quán thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là vụ án được các cơ quan tố tụng quận Hà Đông tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm mọi vi phạm về pháo. Kết quả điều tra của cơ quan tố tụng thể hiện, khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2022, tổ công tác công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực ngõ 630 Quang Trung, quận Hà Đông, phát hiện một nam nhân viên bưu cục Hà Đông 2 đang giao một thùng hàng cho khách. Xác định biểu hiện nghi vấn, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra phát hiện trong thùng hàng có chứa 42 khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ. Công an quận Hà Đông khẩn trương truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gửi thùng hàng trên là Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2000, quê quán Sapa, Lào Cai. Quá trình khám xét đối với Huy, cơ quan công an ghi nhận nơi đối tượng sản xuất pháo, thu giữ nhiều công cụ phương tiện sản xuất pháo nổ. Lời khai của Nguyễn Quang Huy cho thấy, bị cáo từng là nhân viên lễ tân một khách sạn ở thị xã Sapa. Khoảng tháng 10 đến 2022, do muốn tăng thu nhập, Huy đã lên mạng xã hội mua nguyên liệu vác mò học cách thức sản xuất pháo bán kiếm lời. Ngày 12 tháng 12, cũng qua mạng xã hội, Huy tìm được khách đặt mua 42 quả pháo nổ, loại 300 gram, quả với giá 30.000 đồng mỗi quả. Địa chỉ giao hàng tại quận Hà Đông, Hà Nội. Nhận đơn hàng, Huy lén sản xuất pháo ngay tại phòng của nhân viên lễ tân. 4 ngày sau, Huy đã sản xuất đủ đơn hàng rồi mang ra bưu điện gửi về Hà Nội. Do thùng hàng dán kín nên nhân viên bưu điện không kiểm tra. Còn về phần mình, Huy nói bên trong thùng là cục sáp, khối lượng gần 14 kg. Quá trình nhân viên bưu điện ở Hà Nội nhận được hàng, khi vận chuyển ra ngoài thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Kiên trì truy tìm chủ số pháo trên, công an quận Hà Đông đã xác định và thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Quang Huy. Cơ quan điều tra xác định tổng số pháo Huy đã sản xuất gần 13 kg. Tại phiên xét xử ngày 16 tháng 1, Nguyễn Quang Huy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Huy mức án 18 tháng tù giam theo tội danh bị truy tố.